Từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, công dân trong cả nước sẽ được cấp thẻ căn cước công dân thay cho chứng minh nhân dân, chứng minh thư. Cũng từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, cơ quan bảo hiểm xã hội phải thực hiện phát hành thẻ bảo hiểm y tế điện tử cho người tham gia bảo hiểm y tế. Giấy phép lái xe sẽ có mã 2 chiều QR để đọc, giải mã nhanh thông tin và liên kết với hệ thống thông tin quản lý giấy phép lái xe, dự kiến thực hiện vào tháng 6 năm 2020. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2020, các công dân Việt Nam đủ 14 tuổi trở lên có thể lựa chọn hộ chiếu gắn chip điện tử, lưu giữ thông tin được mã hóa của cá nhân người mang hộ chiếu và chữ ký số của người cấp. Cũng trong năm nay, chứng nhận đăng ký xe ô tô sẽ được thay thế bằng thẻ nhựa và có thêm mã QR.